Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Ruby Tiến Dũng nha. Và hôm nay thì Ruby Tiến Dũng sẽ quay con trâu đang đi ăn cỏ cho các bạn xem này. Các bạn cùng đánh vần theo Dũng này. Con trâu đi ăn cỏ này. Con nghé cũng đi ăn cỏ nha. Rồi các bạn cùng xem tiếp video nha. Rồi nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Ruby Tiến Dũng nha. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Mọi người cùng xem video tiếp nha.